Xin chào tất cả quý khách thân yêu của Minh Thiên nhé. Đó, xưởng hôm nay nhà Minh Thiên là đang bốc một xe hàng dài hơn 20 mét từ Trung Quốc trở về Việt Nam để phục vụ khuôn nhựa, để cung cấp cho các bác có những cửa hàng bán vật liệu xây dựng, cửa hàng bán hàng sứ và chậu cảnh hàng sứ và chậu xi măng, hoặc là các cửa hàng mà đang làm các loại khuôn mẫu thì chúng ta đều có thể nhập khuôn này về để bán lẻ cho nhà dân. Đó, nhà dân nào cũng có nhu cầu để mua khuôn chậu về để tự đổ, tự làm ra sản phẩm để thiết kế lấy công viên và sân vườn của nhà mình. Đó, xưởng Minh Thiên là mọi người vẫn thường xem YouTube của Minh Thiên đấy, là có địa chỉ tại thôn Giáp Trung, xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Đó, đây là do là xưởng Minh Thiên cái đường lối nó hơi hẹp, cho nên là xe container này không thể vào xưởng được, cho nên là đã phải để tại cổng trường cấp 2 xã Đức Bác. Mọi người cứ đến ủy ban xã Đức Bác hoặc là đến cổng trường cấp 2 Đức Bác. Đó, đến cổng trường cấp 2 Đức Bác là đến kho xưởng nhà Minh Thiên rồi. Đó, địa chỉ là, em thiện xin nhắc lại một lần nữa là địa chỉ là thôn Giáp Trung, xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Đó, một chiếc xe hàng này thì em thiện nhập thẳng từ Trung Quốc về đến kho xưởng để phục vụ giao buôn cho các cửa hàng bán lẻ mọi người nhá. Đó, các xưởng mà đang sản xuất hàng bê tông, đang sản xuất hàng khuôn xây dựng, các xưởng đang sản xuất khuôn chậu, các xưởng đang bán vật liệu xây dựng, các xưởng đang bán gạch men, đang bán xi cát đá gì đấy, hoặc là các xưởng đang bán đồ gốm sứ, đồ chậu sứ, hoặc là các xưởng đang bán đồ chậu nhựa, đều có thể mua khuôn sợ chậu về để bán cho người dân tự sản xuất, tự đổ và tự sản xuất cho nhà mình nhá mọi người nhá. Đó, xưởng khuôn mẫu Minh Thiên thì đã có rất nhiều năm trong kinh nghiệm sản xuất khuôn mẫu và chậu để phục vụ cho khách hàng trên cả nước rồi. Đó, mọi người hãy kết nối đến xưởng Minh Thiên nhá để được cung cấp giá rẻ nhất, tốt nhất và các loại khuôn mẫu và giá thì bên Minh Thiên đang đăng giá cụ thể và công khai trên trang web rồi. Mọi người hãy gõ vào trên website nhà Minh Thiên là khuôn hàng rào.com mọi người nhé. Đó, mặc dù là đây xưởng nhà Minh Thiên là phải tăng bo. Đó, liên tục phải tăng bo xe nhỏ để mới vào được, vì là xe này nó dài những hơn 20 mét cho nên là không thể vào trong xưởng được. Đó, mọi người hãy kết nối nhá, để xưởng Minh Thiên là đây mới bốc hết một khoang. Đó, đã bốc hết một khoang xe rồi. Đó, còn đâu là sẽ bốc tiếp từ giờ đến trưa cho nó xong xe hàng này để mang về nhập kho. Đó, kho nhà Minh Thiên là đường hơi hẹp đây, cái lối nó hơi hẹp một chút. Đó, thì chúng ta phải tăng bo xe nhỏ. Đó, hãy kết nối đi Minh Thiên để được có giá tốt nhất, rẻ nhất có thể mọi người nhá. Mọi người hãy lưu ý này, xưởng Minh Thiên là mục tiêu của Minh Thiên là giá là rẻ nhất có thể. Nếu như mà giá khuôn nào mà của Minh Thiên mà bán đắt bán cao, hãy phản hồi lại em Thiện nhé. Đó, hãy phản hồi lại và cho em Thiện một tin nhắn hoặc một cái bình luận, một cái comment ở trên YouTube hoặc trên Facebook để em Thiện sẽ điều chỉnh giá tốt nhất có thể cho mọi người. Đó, các xưởng chúng ta đều có thể nhập khuôn về để bán cho dân nhé. Đó, người dân thì còn rất còn đang thiếu khuôn để sản xuất cho công viên hoặc là cho những cái chậu cảnh để mà phục vụ cho gia đình nhà mình. Đó, nhà dân còn rất nhiều gia đình thiếu và cần những cái khuôn đó nhưng mà chúng ta chưa đáp ứng được. Đó, thì hôm nay em Thiện sẽ nhập khuôn về và đáp ứng tất cả cho khách hàng mọi người nhé. Khuôn mẫu thì cũng khá là nhiều. Mong mọi người hãy kết nối để được có một giá tốt nhất và rẻ nhất có thể mọi người nhé. Mọi người hãy kết nối nha để em Thiện đưa ra giá tốt nhất và rẻ nhất có thể cho mọi người. Đó, khá là nhiều khuôn nhá. Khi chúng ta chở được một xe to như thế này về thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái giá tốt nhất rồi. Đó, đây nhá. Địa chỉ nhà Minh Thiên là ở thôn Giáp Trung, xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Đó, mọi người hãy kết nối nhá để xưởng em Thiện có giá tốt nhất có thể.
Vì là khi chở hẳn một xe hàng to như thế này về xưởng thì sẽ có giá tốt nhất và rẻ nhất có thể cho khách hàng rồi. Đó. Hôm nay thì mặc dù là thời gian bốc hàng cũng còn khá là dài, cho nên là em tạm thời quay video ngắn thôi để cho mọi người biết được là người thực việc thực. Và xưởng Minh Thiên là đã quay cận cảnh cho mọi người xem hàng hóa ở nhà Minh Thiên đang nhập kho như thế nào đây. Đó, nó là để minh chứng cho công việc thực và con người thực. Và hàng hóa là giá cả là sẽ thực tế nhất và rẻ nhất có thể cho mọi người nhé. Em Thiện xin hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video tiếp tới. Em Thiện xin chào và hẹn gặp lại.